Xin chào cả nhà. Tối nay Lan xin chia sẻ món mì đen xào với nấm và thịt bò. Mời bà con vào bếp với Lan nha. Mời cả nhà. Xin chào cả nhà. Tối nay Lan chuẩn bị làm món mì mì đen nha bà con. Mì đen Lan xào chung với thịt bò và nấm. Đây cái cọng mì nó đen như vậy nè. Đó. Giờ đang xào chung với thịt bò và nấm, mời bà con vào bếp với Lan nha, mời cả nhà. Bà con ơi, Lan bắt nước rồi, bây giờ Lan để dầu ăn vô, Lan trụng mì nha. Cái này là mì đen nha bà con. Cái này Lan nghĩ trụng còn khoảng 7 phút là nó mềm mà bà con, mà tốt nhất mình nên ăn thử đi nha. Nãy giờ 7 phút rồi nha bà con, để Lan ăn thử coi nó làm sao nha. Tại vì mình nói 7 phút vậy chứ mình cũng ăn thử coi nó làm sao. Rồi được rồi, Lan lấy ra nha, đổ ra. Lan bắt chảo lên chế dầu ăn vô. Để tỏi vô. Để thịt bò vô. Lan để dầu hào vô nha bà con, có tờ sót cỡ một muỗng thôi, không nhiều. Sugar, đường. Để chút xíu bột ngọt vô ít thôi, nếu ai không ăn khỏi cần để nha bà con. Nếu ai không ăn bột ngọt quen khỏi để. Rồi có thể ăn thử một miếng rồi nó làm sao. Vừa ăn rồi bà con. Rồi Lan để nấm vô nha. Nấm hơi nhiều. Thank you.
Bây giờ Lan để mì vô luôn nha. Lan trộn bằng cái cây này nó dễ hơn, mình bớt lửa đi đi nha bà con. Mình nhấp nó ra bớt đi nha bà con, nó dài, nó dài quá mình trộn không được. Mình nhấp nó ra bớt đi. Cho nó cuột cái cọng mì lại bớt chút xíu. Để hành ngò vô nha bà con, chọn nó lên. Khách ao, khách ao. Rồi xong rồi, xong rồi bà con ơi. Đã xong có một chậu. Bây giờ đang gấp mì ra đó. Để hành ngò lên trên thêm nha. Để dài một lát ớt lên cho nó đẹp. Cay lắm. Ớt này nè. Để nhiều quá là ăn không nổi. Bỏ hai trái thôi. Xin chào cả nhà, tối nay Lan đã chuẩn bị xong cái món mì đen nha bà con. Lan xào chung với thịt xay, thịt bò xay và nấm, củ hành. Mời bà con dùng buổi tối với hai chồng Lan. Bà con có yêu thích Lan nhớ cho Lan xin một like và đăng ký ủng hộ dùm. Thành thật cảm ơn, xin chào cả nhà, bye bye bà con. Món ăn rất là đơn giản nhưng rất là ngon nha. Bà con nên làm ăn thử đi. Bye bye.